hộp số 4 cấp. Nên các bạn khi vừa đi các bạn đạp ga ấy, nó sẽ có độ giật. Những cái xe hộp số 4 cấp thường thường là nó là xe như thế. Còn xe tất cả bây giờ thì đa phần nó sẽ là cái xe hộp số CVT hoặc là những cái dòng xe cao cấp hơn, nó là khoảng độ. Kênh Xe Tốt xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một mẫu xe hatchback nhỏ trong thành phố. Đằng sau mình chính là chiếc Mazda 2 được sản xuất 2014. Xe thì là xe tư nhân, một chủ từ đầu. Đây, biển đúng đời luôn đấy ạ. 30A25155. Đó. Thì đây, bây giờ mình sẽ quay qua tổng thể bên sườn xe này. Xe thì được sản xuất 2014, thời đó cũng sẽ là trang bị khá là nhiều option ở phía trên. Ví dụ như là chìa khóa thông minh rồi này. Đó. Trên xi nhan đều có gương này, hệ thống điều hòa auto và màn hình giải trí DVD đều có hết. Đó, thì xe được trang bị bộ vành là vành 10 năm. Đây, bây giờ mình mời các bạn qua nhìn tổng thể về xe này. Đó, các đường gân xe này các bạn để ý này. Đó. Vẫn nguyên bản hết nhá. Đây, với các khe này, bởi vì sao mình luôn luôn quay, mình sẽ chỉ về các khe đó. Tại vì nếu mà một chiếc xe mà chúng ta va chạm nhiều mà tháo ra tháo vào cái phần nhựa này này, thì khi chúng ta nắp vào nó sẽ có một độ lệch mà chúng ta có thể để ý được bằng mắt thường, là biết được cái xe đấy có tháo ra tháo vào nhiều hay không. Thì tất nhiên là xe này thì nó đã 7 năm rồi, thì không thể nào tránh được những cái va quệt về phần ba đờ sốc trước sau. Còn riêng về phần keo chỉ của chiếc xe này thì mình vẫn cam kết với các bạn là keo chỉ nguyên zin hết nhá. Đó, đây mình sẽ mở phần cốp này. Đó. Đây, các bạn cứ để ý những cái ốc này. Đó, chưa hề có tác động của cờ lê mỏ lép gì cả. Đây, cả phần keo chỉ này. Đó. Rất là đều. Chưa có gì cả. Đây, mình sẽ quay về phần dưới cốp này. Đó. Đó, lớp xô cua gần như là chưa hạ. Các bạn để ý tất cả những cái đinh bắn của ốc này rất là tròn đều, và cái cốp nó không bị nhăn do không có va chạm từ phía sau. Bởi vì nếu mà khi va chạm vào cái phần cốp đó mà làm lại ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Đó. Đây, thì mình sẽ quay bên sườn này. Về phần cánh cửa, nói chung chiếc xe này về bên mình cũng có tút tát sơn xi lại, rồi dọn dẹp đánh bóng nội thất lại các thứ, thì nó nhìn cái xe nó sẽ dễ nhìn hơn về các chi tiết. Kể gần như phần máy cũng thế, chúng ta phải dọn lên thì chúng ta mới để ý được các ốc các thứ. Còn để một cái xe mà không dọn lên, thứ nhất các bạn đến các bạn cũng khó là nhìn hơn. Đây, mình sẽ quay về phần trong nội thất này. Các bạn nhìn về da này là da nguyên bản của xe. Đó, chủ xe sử dụng từ đầu này. Các bạn nhìn cái chất da nhé, nó không bị nhầu, không bị gập gãy nhiều. Đó, đây cái về cái phần mặt táp lô trên này. Đó, vẫn rất là cứng cáp. Củ số này. Đó. Xe thì được trang bị hệ thống số là hộp số 4 cấp, nên khi chúng ta mà đi thì nó sẽ có cái hiện tượng giật giật hơn. Còn những cái xe đời mới cao bây giờ thường thường hộp số nó là hộp số CVT, nên chúng ta đi sẽ không có cái cảm nhận như thế. Đây, mình sẽ thử mở máy một chút. Đây, mình vừa mở máy. Đây, bạn camera quay gần giúp mình về km này. Đó. Km là 5.2 các bạn nhá. Nguyên zin từ đầu đấy ạ. Đó, cái vô lăng này. Bởi vì xe mà đi nhiều ấy, các bạn nhìn cái vô lăng này thì sẽ đoán được này. Đây. Đó, nó sẽ có cái độ mòn nhất định này. Sử dụng này, đó. Mặt vẫn là xe này thì sẽ là trang bị hai túi khí thôi, túi khí ở cho người lái và bên phụ thôi. Đó, các bạn nhìn về toàn bộ chi tiết nhựa này. Đó. Cổng USB này, phần nhựa khá là mới này. Đó. Phần trần xe này. Đó, xe này cũng 7 năm rồi đây, các bạn nhìn này sẽ có những cái vết bẩn mà chúng ta cũng không thể nào làm sạch được, bởi vì nó sẽ vào cái phần nỉ này rất khó. Đó, ghế da đằng sau vẫn rất là cứng cáp nhé, không bị kiểu gọi là bị gập nứt mòn hay là vỡ da gì cả. Rồi, mình sẽ quay qua nội thất như thế thôi. Bây giờ mình sẽ
mở phần máy các bạn cùng xem. Các bạn để ý những cái ốc chân máy này, đó, vẫn nguyên bản, chưa có gọi là tháo ra gì cả. Đây phần máy này. Máy thì được trang bị động cơ là 1.5, thì sức nó khoảng độ 102 mã lực gì đó, và hộp số 4 cấp. Các bạn nhìn về phần keo chỉ cabo này. Đó. Keo chỉ nguyên zin hết các bạn ạ. Đó. Ví dụ phần cabo mà có tai nạn ấy thì các bạn để ý về những các tròn này hoặc là các điểm hàn này, khi nó đã bị tai nạn mà bị nhăn lại rồi ấy, thì các bạn gò hàn kiểu gì thì chúng ta vẫn có thể nhìn ra được là nó đã làm lại và hay không. Đó là những cái dấu hiệu mình chia sẻ để các bạn đi mua xe cũ, các bạn tìm hiểu nó kỹ hơn. Đó, thì xe bên mình bán ra luôn luôn cam kết với các bạn về chất lượng máy, khung gầm, hộp số nguyên bản 100%. Đó, bởi vì nếu mà khung gầm mà sắt xi mà có ảnh hưởng ấy, thì nó là phải là một cái va chạm khá là nặng rồi thì nó mới ảnh hưởng đến phần sắt xi trong bên như này. Còn các bạn đừng quan tâm về cái phần va chạm ở phần đầu trước xe này, nó chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ đi thử một chút xem chiếc xe nó còn chắc chắn không. Thì mình mời các bạn đi cùng mình nhá. Đây, mình đang đi thử chiếc xe. Thì nói chung mình vừa chia sẻ nó là hộp số 4 cấp, nên các bạn khi vừa đi các bạn đạp ga ấy, nó sẽ có độ giật. Những cái xe hộp số 4 cấp thường thường là nó là xe như thế. Còn xe tất cả bây giờ thì đa phần nó sẽ là cái xe hộp số CVT, hoặc là những cái dòng xe cao cấp hơn, nó là khoảng độ 8, 9 cấp chẳng hạn. Thì đi cái độ giật đó chúng ta sẽ cảm nhận nó ít hơn, và gần như là không cảm nhận được cái sự chuyển sang số. Như cái xe này thì nó rõ rệt luôn. Đó, vô năng thì nó cũng khá là nặng, cầm lái nó sẽ khá là đầm xe. Mình đi thử thấy cảm giác cái xe khá là chắc chắn. Nếu mà so với Morning hay i10 thì nó khác hẳn các bạn ạ. Bởi vì bản thân chiếc xe này nó cũng đắt hơn, hồi mua nó cũng đắt hơn những cái dòng i10 cũng khá là nhiều, hay là Morning nữa. Đó, nên cái về cái chất lượng xe, về độ đầm chắc xe thì chiếc xe này hơn về mọi mặt luôn, về công nghệ trên xe, trang bị trên xe, rồi gần như là hộp số máy, bởi vì là các dòng xe i10 kia nó chỉ là 1.1.2 thôi, còn chiếc xe này nó là 1.5 cơ mà. Đó, các bạn chỉ cần nhớm ga nhẹ là nó đi khá là tốt rồi. Đó, thì mình cũng chia sẻ một chút thôi, là khung gầm của xe vẫn còn khá là chắc chắn này, nội ngoại thất vẫn khá là dễ nhìn, mức giá thì trên 300 triệu. Đó, các số thì điện thoại mình để ở dưới phần mô tả với cũng như trên dưới màn hình, các bạn có thể liên hệ cho mình tên là Hưng hoặc là em Huy. Đó, có hai số ở dưới màn hình ạ. Thì các bạn qua trực tiếp showroom bên mình xem xe và đi thử. Nói chung là mua xe cũ thì cứ phải đi thử và xem trực tiếp. Đó, còn quay video như này thì để các bạn tham khảo, nhìn sơ bộ qua thôi. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Thì hẹn các bạn ở các video sắp tới. Sắp tới mình sẽ có dự định quay nhiều về vấn đề về xe sang hơn. Bởi vì mình cũng đang học hỏi kiến thức về xe sang nhiều, thì mình sẽ quay chia sẻ các bạn về xe sang. Đó, rồi mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này nhé. Nhớ đăng ký kênh cho bên mình nhá. Mình cảm ơn các bạn.